Cái chỗ này là em chỉ đúng không? Sao em biết cách xuống đây hay vậy? Thì anh mà, có chuyện gì mà anh không làm được? Người dân ở đây kể lại, nếu mà lấy cát ở đây mang về thì chắc chắn sẽ có cơ hội quay lại. Đây có phải là mệnh lệnh không ạ? Tôi không nghĩ như vậy. Nhưng nếu cần thiết thì cứ cho là như vậy. Sự tôn trọng mà chúng ta dành cho nhau kéo dài được bao lâu, điều đó do cậu quyết định. PAB có khả năng sống sót không? Có. Vậy cứu đi. Đại úy Võ Duy Kiên không chấp hành mệnh lệnh, tạm thời cắt chức vụ đội trưởng, tiến hành tạm giam chờ xử lý. Anh ăn tạm gói mì đi nhá. Đúng là cái anh đang cần. Cảm ơn em. Bác sĩ, lại đây. Anh ngủ ngon nha. Còn chai rượu này anh lấy về luôn nha. Là đồng đội cũ của anh. Vì sao anh ấy lại bị... Vì bảo vệ hòa bình. Dũng anh. Tức là anh cũng... Mình đừng nói chuyện này nữa được không? Đây, tới rồi, được đây con, ơi, giới thiệu với tất cả các cháu nghe, ở đây là nhà máy nhiệt điện duy nhất của đảo Hải Phòng, là cũng là nơi cung cấp điện toàn bộ cho khu vực này, đó, còn nhìn tú đằng kia đi, đó, cái đó là trạm thủy văn đang xây dựng đó, trong vòng 2 tuần nữa sẽ đưa vào hoạt động. Ủa, vậy là 2 tuần nữa mới hoạt động hả chú? Đúng rồi, hy vọng là nó sẽ hoạt động tốt để giúp cho bà con ở đây kịp thời tránh bão đó mà. Dạ. Chú, thấy lá cờ Việt Nam bay phấp phới trên cao kia, là nhìn tự hào liền hả chú ha? Đúng rồi, màu cờ sắc áo của Việt Nam mà con. Gì vậy? Làm gì tụ tập đây vậy? Mấy người này là ai? Dạ, thưa chào giám đốc, giới thiệu với các cháu, đây là anh Khánh, giám đốc ở đây nè. Còn đây là các cháu bên tổ y tế tới đây để mà thăm hỏi sức khỏe công nhân đó thưa giám đốc. Cũng may là tụi tôi sớm á, chứ không có ông kể khổ hết cho cái đội này nghe. Hồi nào tôi nói than khổ hồi nào trở. Giới thiệu mấy người, tôi là giám đốc ở đây, có bằng kỹ sư hẳn hoi, làm gì có văn phòng đàng hoàng, chứ không phải là lao động tay chân với mấy người này ha. Chào, hân hạnh được làm quen với cô. Tên y như người vậy đó, gõ kêu như chuông như sánh. Thường thường mấy người thùng rỗng là hay kêu to lắm. Nói gì vậy? Ở trong mấy người á, ai có bằng cấp kỹ sư hay là thạc sĩ á, bước ra tôi nói chuyện, vì những người đó mới hiểu những gì tôi sắp nói thôi. Đứa nào là sếp ở đây vậy? Là cô đúng không? À, chú với mọi người tham quan trước. Con có điện thoại. Nè, có nghe tôi hỏi không? Đứa nào là sếp ở đây? Hết tắt. Nè,
Alo, chị nghe đây Quang. Trời, vậy hả? Sao mà biết được thằng bé tên Đi Cô hay vậy? Hả? Em nói cái gì? Thằng bé đi mất rồi. Em canh chừng cái kiểu gì vậy hả? Tội nghiệp thiệt. Chắc là thằng nhỏ ráng gom đồ ăn về nhà để ăn đó. Ủa, mà hai đứa giữ thằng bé làm sao? Mà để nó trốn mà không hề hay biết gì hả? Lần cuối cùng em nhìn thấy bé là khoảng 10 giờ sáng ngày hôm nay. Sau khi em cho bé ăn sáng xong, rồi cho bé uống thuốc, rồi truyền dịch cho bé nữa. Nhưng mà em không biết bé trốn đi đâu. À, chị Phương ơi, thằng bé vẽ cái này nè. Hình như là vẽ nhà của nó đó chị. Hay để em đi tìm. Có gì em nói chị sau nha. Có tên Đi Cô nè, hay là tên của nó chị? Em hay quá hả? Vậy mà sao tìm được? Ở đây nhà nào cũng nhà lá, lưới chày và thuyền nữa. Nè 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 nè, đừng có nói với chị là em đi tìm cái nhà nào mà có con rùa đứng trước cửa vậy nghe chưa? Nghĩ sao vậy? Chị Phương, hay là mình nhờ mấy anh lính đi tìm giúp mình đi. Mấy ảnh rành địa hình với lại người dân ở đây, biết đâu hả mấy ảnh tìm được thì sao? Ừ, đúng rồi. Hay là mình nhờ anh Duy Kiên đi chị. Đúng rồi á. Không được. Chị cấm. Đại úy Duy Kiên là bận làm nhiệm vụ lắm, không có thời gian mà túc trực hỗ trợ tụi mình đâu. Mọi người bàn tán cái gì mà sâu sao vậy? Anh Duy Kiên. Chào anh Kiên. Ờ, hên quá. Anh có biết nhà này ở đâu không? Disco nó dễ á. Cô nó dễ là sao? Dạ. Chị. Đen. À, cái này là làng Đi Cô. Từ doanh trại mình qua đây cũng xa á. Mà từ đây có thể nhìn ra hòn Kim Quy. Hả? Thì ra con rùa đó là hòn Kim Quy hả anh? Vậy Đi Cô là làng của nó chứ không phải là tên của nó hả anh? Không phải. Mỗi lần tụi anh mang nhu yếu phẩm ra đây nè, đều có ghi lên bao bì là tên làng Đi Cô. Cho nên mấy đứa trẻ ở đây á, tên của chúng chưa chắc biết viết, chứ tên làng, một phần đất. Em hay quá ha Quang ha. Cuối cùng là vẫn không thể biết được tên thằng bé là tên gì. Em nhớ mặt cái gì hả Quang? Chị, em xin lỗi chị mà. Hay là em đi tìm thằng bé nha. Ờ, anh Duy Kiên ơi, anh biết đường không? Chở em đi chơi. Ừ. Từ đây tới đó lái xe khoảng 1 tiếng. Dạ. Khoan đã. Dạ. Hôm nay là em với Linh là phải lo cái vụ bảo hiểm rồi sổ khám bệnh cho mấy cái anh công nhân nhà máy nhiệt điện đó. Phải ở nhà lo cho xong. Vậy còn thằng nhỏ hay sao chị? Thì chị đi thôi. Mà chị đi một mình hả chị? Thì xa. Chắc là chị đi một mình không có được. Anh chở tôi đi giùm có được không? Ừ, chào chị. 15 phút nữa xe xuất phát. Chị đi. Dạ. Dạ. Sao anh không lo lái xe đi, bị tai nạn bây giờ? Anh đang lái nè.
Đường này em đi hoài à, thuộc trên lòng bàn tay rồi. Tối qua em ngủ có ngon không? Em không muốn nhắc tới chuyện đó. Vậy là đêm qua... Em đang cố gắng tránh mặt anh và không muốn nhắc tới chuyện đó. Ờ, sao cũng được. Nhưng mà anh chỉ hy vọng em đừng nghĩ anh là người lợi dụng. Anh cũng đã suy nghĩ nhiều lắm rồi, mà hôm qua mới dám cả ngang đó. Cái này là buổi sáng nè. Còn cái này là buổi tối. Còn buổi chiều. Dễ sao ta? Panika thì ở đây. Trời ơi. Em quên là em biết nói tiếng địa phương. Làm nãy giờ suy nghĩ muốn chết. Có sao đâu. Nhìn em vẻ cũng vui mà. Đừng có chọc em nữa. À, anh hỏi thằng bé giúp em là thằng bé tên gì vậy? Để em biết, còn ghi nữa. Hỏi nó tên gì rồi em cũng đâu có biết ghi đâu. Thôi, cứ gọi nó là bé đen đi cho dễ nhớ. Ừ, bé đen, cũng hợp, cũng dễ thương, cho dễ nhớ. Đen. Ủa? Có phải mấy bé hôm bữa mình thấy lấy cái giỏ bánh kẹo ăn đúng không? Trí nhớ em cũng tốt quá ha. Trí nhớ em tốt mà. Vậy cho nên anh làm cái gì cũng nhớ hả? Đúng rồi, cho nên anh đừng có làm gì mà để em nhớ. Đâu có. Anh còn tính gieo thành thương nhớ cho em. Gieo thương nhớ cho người khác là một cái tội đó. Với ai chứ với em thì anh chấp nhận chịu tội suốt cuộc đời. Tôi đã chuẩn bị đầy đủ quân trang cần thiết và đặc biệt là bố trí chỗ ăn chỗ ở tốt nhất cho Trung Quý rồi đó. Đây là những vật dụng rất cần thiết trong bộ đội của Trung Quý. À, giờ này sức khỏe của Đô Đốc sao rồi Trung Quý? Chắc chắn là khỏe rồi. Lần nào gặp Đô Đốc tôi cũng nhắn nhủ ông ấy là phải giữ gìn sức khỏe. Chứ cái chuyện này không cười đi được đâu. Xin lỗi đồng chí, tôi có cuộc gọi quan trọng. Cứ tự nhiên đi. Đô Đốc gọi đúng không? Đô Đốc gọi, chứng tỏ là chuyện quan trọng rồi. Chú Quý phải nghe liền, không phải Đô Đốc đợi. Cho tôi gửi lời thăm Đô Đốc nha. Trung úy Minh Ngọc sẵn sàng nghe báo cáo. Đồng chí nói đi. Báo cáo đồng chí Trung Quý. Theo sự quan sát không chớp mắt của tôi thì đối tượng đã đột nhập vào trong khu thể dục thể thao của chúng ta. Đột nhập khu thể thao? Rồi làm gì nữa? Dạ, để đánh cầu lông. Sau đó 12:30, đối tượng rời khỏi khu vực thể dục thể thao, đi ăn trưa mà không hề rủ ai hết. Đến 1 giờ, đối tượng quay trở về và tiếp tục công việc của mình. Vậy là chưa có ăn chiều luôn hả? Dạ đúng. Theo sự quan sát mà không chớp mắt của tôi thì đối tượng vẫn chưa ăn uống gì hết, vẫn còn ở chỗ làm. Dạ, quan sát rất là tỉ mỉ, đối tượng không bao giờ biết được. Dạ. Mày bây giờ đối tượng đi đâu, cậu có biết không?
đi đâu hả? Thì bây giờ để coi còn chi tiết đối tượng. Đây, cảm ơn. Còn thiếu nè, Trung Quý ơi. Thì hôm nay là vào lúc 3:15. Đối tượng đã đột nhập vào trong phòng của hạ sĩ Minh Trí và đã nghe... Đã bị địch phát hiện. Cái gì? Bị địch phát hiện rồi hả? Đang đứng kế bên. Hạ sĩ Minh Trí nghiêm. Đồng chí cho tôi biết, trong quân đội, tội làm gián điệp hai mang sẽ bị xử lý như thế nào? Dạ, tiêu diệt tại chỗ. Giỏi lắm. Quan trọng nhất là phải xác định được bên nào là bên địch, bên nào là bên ta. Giờ tôi cho đồng chí hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, theo phe địch, cọ bồn cầu cho toàn đơn vị trong vòng một tuần cho tôi. Lựa chọn thứ hai, theo phe ta, cho xuống bếp nấu cơm cho các đồng chí. Cho đi. Nấu bếp thôi sếp. Tới hôm nay mới nghe được giọng nói của anh đó. Buổi báo cáo hôm nay kết thúc. Cảm ơn đồng chí. Nè anh, em mới hả? Em mới nào? Đó giờ tôi có tới đây với em nào đâu. Thì bình thường em thấy anh đi với được rửa không à. Hôm nay thấy lạ cho nên em mới hỏi. Thì tụi tôi ở với được rửa không à. Không đến với được rửa, không lẽ đến mình. Tính lúc nhà thôi hả? Em chọc thôi mà. Làm gì mặt mày xinh lẹ xinh lát vậy? Hôm nay em có rượu Minh Mạng đó. Anh có muốn uống không? Em mang ra cho. Cô thừa biết là quân đội tụi tôi quy định đâu có được uống rượu. Ồ. Vậy đó hả? Vậy thôi, để dịp khác. Mời hai người dùng ngon miệng. Nhìn đi em. Cũng biết chọn quán quá ha. Thì đồ ăn ở đây vừa ngon, vừa rẻ. Em mời anh. Lẽ em dẫn em đến chỗ mắc tiền sao nở. Kiếm cớ giải thích cũng giỏi đó. Xong đi làm luật sư luôn đi. Làm lính chi vậy? Em hỏi thiệt đó. Ủa anh thích làm lính lắm hả? Anh nhớ anh nói với em rồi mà. Mỗi người sinh ra đều có một công việc nhất định. Anh sinh ra để làm lính. Nhưng mà em vẫn thắc mắc là là lính như tụi anh bộ yêu nước đó mà. Vậy với em như thế nào là yêu nước? Thì hy sinh cho đất nước, trung thành với tổ quốc và quân đội, đúng không? Nói như vậy chắc có mỗi lính tụi anh yêu nước à. Nè em cũng yêu nước lắm á. À, để anh tiết lộ cho em nghe một bí mật. Nhìn anh vậy thôi, chứ hồi còn nhỏ anh sống mơ mộng lắm. Hồi nhỏ, mẹ anh hay kể cho anh nghe mấy câu chuyện về lịch sử. Về Trần Hưng Đạo, về Yết Kiêu, về trận Bạch Đằng Giang. Khi vua Trần mở hội kén người tài đánh giặc nguyên cứu nước, Yết Kiêu xin ứng tuyển. Nhà vua hỏi, người có tài gì? Tôi có tài bơi lặn hàng giờ dưới nước. Tài này ai dạy cho ngươi? Cha tôi. Vậy ai dạy cha ngươi? Ông nội tôi. Ai dạy ông nội ngươi? Vì yêu nước và muốn bảo vệ đất nước mà ông tôi tự học lấy. Yết Kiêu được tuyển quân và thường xuyên lặn dưới nước, dùng mũi dùi khoan thùng thuyền giặc, khiến quân địch khiếp sợ. Mỗi lần nghe xong là anh chạy ra sau nhà, anh nhảy ầm xuống sông,
Rồi anh bơi rồi anh lặn cho thiệt sâu. Tưởng tượng ở trên đầu mình đang là quân giặc, mình đánh nhau mà quân được không hề hay biết nha. Nói chung là nghĩ lại thích lắm. Vậy là lớn lên anh mới thích làm lính hả? Đó là suy nghĩ hồi bé thôi. Mà làm gì ở đây? Anh không biết đối với em như thế nào là lòng yêu nước, nhưng mà với anh, yêu nước là mình có thể bảo vệ những người mình yêu thương và đấu tranh cho lẽ phải. Đó là lòng yêu nước. À, anh muốn hỏi em một câu. Nếu như anh không phải là một chàng lính mà là một chàng công tử nhà giàu, thì em có khó khăn với anh như vậy không? Anh đánh giá em thấp vậy luôn á hả? Nghĩ sao mà em đi yêu loại tầm thường đó? Vậy thì khó cho anh quá à. Anh vừa đẹp trai lại vừa tầm thường nữa. Anh có chuyện một xúc phải lên sở chỉ huy. Em còn nhớ tìm xe của Phong không? Đi hết đường này rồi quẹo phải là tới đúng không? Đúng rồi. Vậy em qua đó nói Phong là anh nhờ Phong cho em mượn một chiếc xe rồi em về trước nha. Anh phải lên sở chỉ huy gấp, không có đưa em về được. Lại nữa hả? Đừng có nói là mấy ông sếp của anh lại bắt anh lên trình diện chịu phạt vụ ô nữa nha. Bộ chuyện đó vẫn chưa xong nữa hả? Không phải, chuyện khác. Anh phải lên sở để làm một số giấy tờ nha. Em đi đi. Cũng được, em đi nha. Chào anh. Chào em. Hồi nãy Kiên có gọi điện cho anh rồi, để anh kiểm tra xe lần cuối coi có an toàn hay không nữa. Rồi em lái xe này về anh trả nha. Dạ. Bây giờ mọi thứ phải chờ lệnh của anh sĩ rồi. Sao anh còn ở đây? Chào cán bộ. Có lẽ là anh đã quên 12 lời thề của quân nhân rồi. Thứ nhất, anh phải chào hỏi người dân một cách đàng hoàng. Thứ hai, anh đâu được quyền chia súng cho người dân vô tội. Vậy thì phải để xem anh có phải là người dân vô tội không đã. Có lẽ bây giờ hai anh đang sai luật hơn tôi rồi đó. Không phải là quân đội, chỉ là người dân mà chia súng vào quân đội thì chỉ có tội phạm mà thôi. Bây giờ mời hai anh về trụ sở công an huyện để giải quyết. Chúng mày làm cái gì vậy hả? Anh sĩ. Bà Trang, anh nghe hình như là có tiếng súng ở hướng của em. Có chuyện gì hay không? Dạ, anh với ông Hoàng sĩ, hai bên đang đấu súng với nhau, rất là căng thẳng. À, vậy có gì á thì gọi điện cho anh nha. Ok. Có chuyện gì hả anh? À, không có gì. Chỉ là mấy tên du côn phá phách thôi. Vậy có ai bị thương không? Em yên tâm đi. An ninh ở đây á rất là an toàn. Anh Phong. Hả? Em hỏi anh một chuyện được không? Em cứ hỏi đi. Anh với lại anh Kiên á, làm sao quen nhau vậy? Bọn mày là gì? Tao không biết. Là gì? Tao không biết.
sao không? Không, tôi không sao. Báo cáo chỉ huy đã cứu được một con tin. Còn một người nữa. Cảm ơn anh đã kể hết về anh Kiên cho em nghe. Bây giờ thì em đã hiểu. Em hiểu để thông cảm với ảnh hay là để rời xa ảnh? Thôi, trễ rồi. Em về đi. Xe xong rồi đó. Đây, chạy cẩn thận đó nha. Dạ. Em biết lái xe không vậy? Anh quên nữa, có bằng lái chưa? Em có bằng 3 năm luôn rồi đó. Vậy được rồi. Nhưng mà trong 3 năm đó, em chưa lái xe thiệt lần nào luôn. Nhưng mà anh Phong yên tâm đi, đường ở đây vắng mà, em lái được, vậy nha. Thì ra lái xe bốn bánh cũng dễ mà. Hay chắc là tại mình thông minh nè. Thích quá, vừa được lái xe vừa được ngắm cảnh nữa. Cho anh Kiên á, anh Kiên. Sao đúng lúc vậy? Anh đang định gọi cho em nè. Mượn được xe chưa? Về đến đâu rồi? Cứu em với. Em bình tĩnh đi. Em đang ở đâu vậy? Em nhìn xung quanh xem thấy những gì, tả hết cho anh nghe coi. Em đang gieo ở ngoài vực, ở dưới là biển, mà có nhiều đá nữa. Ngay cái khúc cua, em đang gieo đến đây nè. Bình tĩnh nha, anh đến liền. Bây giờ mình phải làm gì đây? Phải chết nào? Mấy gì gì chút. Mẹ ơi, hên là con đóng tiền.
đặt cọc mà chị mở phòng khám về cho mẹ nha. Đừng, đừng, đừng có bỏ. Hôm nay chị chết không có nhắm mắt được đâu. Mẹ ơi, mẹ ơi, đừng đó đi. Con có làm gì mẹ buồn á thì mẹ bỏ qua nha. Con thương mẹ, thương mọi người. Phương, anh Kiên, cứu em với. Em bình tĩnh đi, con ở đây, không có người đẹp nào phải chết hết. Đấy vậy mà còn giỡn được nữa, cứu em đi. Anh chắc chắn sẽ cứu được em. Xe đang trong chân anh mà. Em đừng cử động nha, xe thành rớt rồi đó. Tuyệt đối không được cử động. Anh làm cái gì vậy? Nói em nghe đi. Bây giờ anh đến đến ba, em leo nhanh ra phía sau, ôm anh thật chắc nghe chưa? Bây giờ anh còn dụ em ôm anh nữa hả? Em nghe anh nói nè, em nhìn anh nè, em có tin anh không? Phương, em nghe nói nè, em chắc chắn sẽ làm được. Bây giờ anh sẽ cố gắng ghi chặt sức nặng của xe ra phía sau cho em leo. Anh đứng lên ba, em leo nhanh ra phía sau. Rồi ôm anh thật chắc, nhắm mắt lại. Mọi chuyện để anh lo nghe chưa? Làm đi Phương. 1 2 3. Em tỉnh rồi hả? Em có sao không? Phải. Mình lúc xuống rồi đúng không anh? Mình đang ở đâu vậy? Chưa lấy bác sĩ nữa, em sợ bác sĩ cũng nghe nữa. Anh thử rơi vào hoàn cảnh sinh tử như em đi. Anh có sợ hay không? Nhưng mà em cũng hay nghe. Xéo ra bộ mà cứng ngắc đó. Đỡ ra. Đừng chọc em nữa. Tự nhiên quăng chiếc xe xuống à. Lỡ như ai tụi mình chết luôn thì sao hả? Không hẳn vậy sao mà đúng rồi em. Em chết luôn rồi. Ủa, ông chủ cũ đâu rồi? Ông chủ cũ không còn làm ở đây nữa. Kể từ bây giờ, tôi tiếp quản nơi này. Có ý kiến gì không? Nhưng mà... không, không có ý kiến gì hết. Tốt. Hàng đâu?
7 ngày nữa gặp nhau ở đây. Đợt tôi tiếp đợt hàng thứ hai. Tôi cũng cho tới 10 ngày lận mà. Không, tôi nhớ lộn, tôi nhớ lại rồi. 7 ngày. Chắc chắn 7 ngày sẽ giao hàng tới. Rất tốt. Không có chuyện gì nữa, xin phép tôi luôn. Xin phép. Đi ra đây. Trời ơi, không đi ra đi. Nói sao vậy hả con? Sao con hư quá vậy? Ta thì đang làm việc, ai cũng đều như vậy hết. Mình không lo làm, lo đi ngủ. Mày dám vô phòng giám đốc mày ngủ, mày muốn bị đuổi phải không? Trời ơi, chú ơi, con nói rồi, con không muốn tăng ca đâu. Mà con cũng cần lên lương luôn. Chú cho con ngủ đi, con buồn ngủ lắm luôn rồi đó. Hay quá à. Vậy mày lên mày làm sếp tao luôn đi. Cậu mấy mày về nhà, mày leo lên bàn thờ nhà tao, mày làm ông nội tao. Nghe, chịu không? Làm việc không lo làm việc. Dạ, chào giám đốc ạ. Ôi, dạ chào giám đốc. Ủa sao nay giám đốc mặt bơ phờ dữ vậy? Đó là chuyện của tôi. Đang trong qua trực, tự nhiên ở đây vậy hả? Dạ, tôi đi làm việc đây. Đi đi. Đi làm việc. Dạ. Ủa? Chuyện giám đốc dính máu hay là cái gì mà sao máu chảy nhiều quá vậy ta? Ây da, mày có đi làm việc không? Dạ. Mày nói mày đâu? Cái nón con để ở trong phòng. Mày à, có nghe mọi lực lao động rồi. Bọn con sợ lắm hả? Sao không? Sáng nay em tưởng em chết luôn rồi đó. Mà hỏi thiệt, nếu mà anh có sợ thì nói với em. Em lấy cho mấy viên thuốc an thần, chứ đừng cố tỏ vẻ ra mạnh mẽ. Anh cũng sợ, nhưng mà không phải sợ chết. Mà anh cũng gan thiệt đó, dám leo ra để cứu em. Anh có biết như vậy là nguy hiểm lắm không? Chiếc xe mà rớt xuống một cái, chết như chơi đó. Bữa nay em cũng biết quan tâm anh nữa hả? Thì phải lo chứ, anh cứu em mà. Như là anh từng nói, sẽ không bao giờ liều lĩnh quyết định bất cứ điều gì vì một cô gái mà. Em đâu có liều lĩnh đâu. Em tác chiến rất là bình tĩnh và chắc chắn mà. Nhưng mà cũng không được liều mạng như thế. Em nói cũng đúng. Hôm nay là lần đầu tiên anh cảm thấy ân hận. Anh nâng hận vì cứu em hả? Hay là anh đương thường như cứu một ai đó? Em còn nhớ câu chuyện anh kể cho em nghe về lời đội trưởng chết trên tay không? Anh Toàn, mọi người đã vào điểm tập kết. Anh Toàn! Anh Toàn! Vậy là chuyện giải cứu đồng đội đã thành công? Không những thành công mà còn sống dai dẳng đến bây giờ.
Không lẽ sáng nay em có nghe tiếng súng? Anh nói với em là anh tới chỉ huy sở. Nhưng mà nếu anh chạy qua đó, chắc chắn sẽ không quay lại kịp để cứu em. Anh nói dối em đúng không? Nói cho em nghe, từ sáng tới giờ anh kể chuyện, anh sợ từ khúc nào hả? Anh đâu có sợ đâu. Không sợ mà cúp điện luôn ha. Yên tâm đi, chưa đầy một phút sẽ có điện lại thôi. Mà nè, đừng có tranh thủ cơ hội này tấn công nó nha, ngồi yên đó đi. Anh vẫn không thể nào quên được cái cách mà em nhìn anh. Là sao? Thì nhìn chằm chằm, không chớp mắt. Như là muốn nói điều gì. Thật ra là em muốn hỏi nhiều hơn nói. Vậy thì hôm nay hỏi đi. Xung quanh anh có nhiều cô gái theo đuổi lắm đúng không? Em nói thiệt. Nói gì kỳ vậy? Bộ em không thấy hả? Sáng nào á, xung quanh anh toàn là mấy thằng giật vợ. Người thì đen đuốc, lúc nào cũng cởi chân chùi chùi chạy lông nhân một buổi sáng hả? Em thấy cũng đâu có đến nỗi mỗi buổi sáng mà không nhìn thấy được mấy anh cởi chân chạy bộ hả? Thà như hôm nay nhảy xuống núi chết luôn cho rồi. Nha, tôi vừa mới cứu cô đó nha. Nể mặt tôi chút xíu được không? Làm gì khen trai lộ liễu vậy? Chết. Giờ còn chiếc xe á? Anh có gọi cho Phong rồi, chỉ chỗ để vớt chiếc xe luôn. Hy vọng là vớt được. Mà nếu mà không vớt được á, thì em lo đền chiếc xe đó. Anh lại xạo chứ gì? Không, thiệt, em đền á. Em đền chiếc xe. Cho anh một ngày để cho anh một ngày để yêu anh mê. Sẽ làm em tin và yêu em thêm một ngày nữa. Là một ngày bầu trời ngập tràn ánh nắng, bầu trời ngập tràn ánh nắng, trên bầu trời còn trắng sắc hoa. Hãy yêu không gian kia còn đó bóng tối trong giấc mơ. Anh giữ bàn tay của ta dịu dàng và hôn lên tóc em. Anh bên em niềm hạnh phúc. Em tới tìm anh để làm đám cưới đó. Tôi sẵn sàng chấp nhận việc trai. Cậu có thể tố tụng tôi bất cứ lúc nào. Anh có nên vui khi mà bác sĩ Phương giận anh không? Sai rồi. Tôi xin lỗi bác sĩ Phương. Chúc cô luôn vui vẻ. Sao giấc mộng em ơi.